mịt nè mọi người, coi đang hù hết trơn nè mọi người. Mới có đầu vậy, mới có 12 giờ mấy thôi mà nó vậy nè. Nó đang lên sân bay rồi, mưa to đùng luôn. Nghe nói ở ngoài Hà Nội thì nắng rồi. Xíu nữa tối nay mình có mặt ở Thủ Đô nha mọi người. Lúc đó mình sẽ cập nhật thông tin cho mọi người biết nha. Chào mọi người, Xuân Mỹ đã làm thủ tục xong, gửi hành lý rồi xong. Bây giờ là vô chờ cả nhà. Mà chuyến bay trước Xuân Mỹ là Cần Thơ, Đà Nẵng. Vì trời đang mưa nè, cả nhà thấy mưa to luôn. Là hãng Việt Nam Airlines delay ha. Đây là trạm không luôn của sân bay Cần Thơ nè. Hãng Việt Nam Airlines delay lùi giờ của chuyến bay Đà Nẵng. Thì chắc chắn là giờ bay của chuyến bay của Xuân Mỹ cũng sẽ lùi cả nhà. Và Xuân Mỹ ra tới thủ đô chắc cũng trễ rồi so với lịch bay ban đầu rồi cả nhà ơi. Giờ Xuân Mỹ đi dạo vòng cho mọi người coi ha, hàng hóa ha. Hàng hóa ở tại sân bay nè. Rồi sân bay giờ này đông lắm luôn. Này mình núp ra ngoài mé ngoài nè mọi người nè. Đây, hàng hóa ở tại sân bay nha. Này gì đây? Thuốc nốt cá linh đóng hộp, trái thốt nốt đóng hộp. Cái này là hàng, này là hàng gì? Không biết cái gì luôn, không có đọc được, không có đem không có đem. Nè. Khăn tắm xanh đục chuối. Khăn tròn xanh đục chuối. 150.000 một cái đó. Đây à, cả nhà thấy không, 150.000 cái đó. Rất là đẹp luôn, mứt rượt luôn. Hồi nữa mình sẽ mua một cái khăn ha. Nè mọi người coi nè, khách đi bay chiều nay nè, mọi người thấy sân bay đông nghẹt luôn. Hàng quá ở tại sân bay có nhiều nè cả nhà. Hôm trước đi Phú Quốc Xuân Mỹ đó, quay cho mọi người đó. Bánh bía Công Lập Thành. Bánh bía à, cả nhà thấy không, khách ngồi nghẹt hết trơn. Chuyến bay Đà Nẵng bây giờ lùi giờ rồi vì ở ngoài trời đang mưa nhiều quá. Ôi ôi, đang nghẹt chưa. Rồi các quà lọc nè mọi người. Rồi các quà lọc trên chiếc xuồng ba lá nhỏ 80.000 ký. Anh thả hồn gửi theo tháng 5. Tuổi ấu thơ qua mất rồi. Lời bài hát của Cổ Gò Công hát cho cả nhà. Đây. Hủ tiếu gạo huyết đồng. Nón lá Việt Nam. Kẹo dừa thanh long. Bánh bía. Cái này là bánh bía kim sa nè cả nhà. Bánh bía này mọi người túi nha. Không có để giá. Bánh bía này không có để giá ta. Để coi có để không. Không có để. Để giá mọi người ơi. Đó, bây giờ Xuân Mỹ đợi nha mọi người, ngồi đợi. Ra tới Hà Nội chắc tối quá à. Hà Nội giờ này nghe nói nóng. Cái này gọi là gì? Kẹo chuối. Kẹo chuối nè. Kẹo chuối luôn. Kẹo chuối các loại. Bánh phồng sữa. Gừng nước mật ong.
xưởng. Nè, lạp xưởng tôm nè. Có trứng muối không? Cái này lạp xưởng tôm không à? Không có trứng muối. Cái này ăn cũng ngon nữa. Cái đó chị có ăn rồi. Sô cô la, đường, đường thốt nốt, đường thốt nốt là đặc sản của An Giang nha mọi người. Mô hình máy bay đồ chơi vậy đó. Rồi ở đây là cái gì? Mít sấy, xoài sấy dẻo, sấy, đậu phộng. Khô ăn liền, khô xả ớt, khô heo cả nhà, thấy mặt con heo kìa, thấy mặt con heo nè. Rồi mình đi từ từ ra. Trời đông luôn, khách đợi bay đông quá nè mọi người. Xoài nè cả nhà, thấy ngon không? Hai trái một ký đó. À, cái túi xoài này là 3,1 kg nè. Hấp dẫn chưa? 80.000 ký phải không? Dạ đúng rồi chị. Bản giá để 80.000 ký đó cả nhà. Giờ đi ra máy bay nè cả nhà. Rồi đi vào cổng đi ra máy bay ha. 2 tiếng nữa mình sẽ đáp sân bay Nội Bài. Và đi vào trung tâm thì khoảng 1 tiếng nữa. Vì là Xuân Mỹ bị mất ngủ, ít ngủ đó cả nhà, cho nên là người nó hơi lừ đừ. Hồi nãy thì ồn ào, bây giờ sân bay vắng lặng luôn nè. Sau khi hành khách rồi sân bay đi cái chuyến bay Côn Đảo nữa, thì là coi như là Xuân Mỹ là và những người khác là hành khách cuối cùng rồi sân bay Cần Thơ trong chuyến chiều nay đó cả nhà. Tầm 6 giờ chiều thì mới có chuyến mới. Cho nên hồi nãy đoạn đầu Xuân Mỹ quay nó ồn ào náo nhiệt. Bây giờ thì chỉ còn vài hành khách cuối cùng đi xuống rồi ha, ra cửa sân bay. Này gọi là đi thang ống nha cả nhà. Thang ống đi ra máy bay. Bay của hãng Vietnam Airlines. Bên kia có một chiếc của Vietjet nha. Đây. Chiếc của Vietjet nữa nè. Rồi. Bị kẹt phà. Kẹt phà ở đây nha. Ở đây có mưa nên mát. Bác phi công đang ngồi nè mọi người, nhìn thấy không? Đó, phi công ngồi trong buồng lái đó. Rồi bây giờ mình vô nha. Quá trời đông. Máy bay lớn. Mình ngồi B.
đẹp và nãy giờ đứng xếp hàng dài, nói là 2 giờ bay mà bây giờ là 2 giờ 10 rồi đó, 2 giờ 10 rồi chưa bay nữa, à, coi như là trễ 30 phút luôn rồi đó. Đi máy bay giờ đi như xe đò, ồn ào náo nhiệt, nhất là trẻ con đông lắm mọi người. Tiếp viên hàng không đang thông báo, à, đang thông báo nè cả nhà, thông báo lịch trình bay. Quá trời. Xin chào. Ngồi ở đuôi máy bay rồi mọi người ơi, này mới có 22 à. Ở đằng sau đuôi luôn có hai hàng ghế, có hai ghế một dãy. Vừa mới hạ cánh nha mọi người ơi, khủng khiếp, 3 tiếng đồng hồ. Đang trên xe buýt vào trong lấy hành lý, vừa xuống sân bay luôn, nắng 34 độ, 5 giờ mà còn nắng. Thank you.
tới ga Nội Bài. Xin chào thủ đô. Giờ mình lấy hành lý mình đi vào trung tâm nha. Cổng bắt taxi đi về khách sạn nha. Đó. Không thấy ai đứng đợi mình ta. Mỹ lấy hành lý xong đi ra cổng sân bay Nội Bài rồi nè. À, ngoài trời thì nhiệt độ nghe nói là 34 độ C. Cũng mát mẻ lắm mọi người. Giờ đi vô hẹn gặp mọi người ở trong nội ô nha. Ở nhà ơi, bây giờ đi ra khỏi sân bay rồi nha. Bây giờ là đang trên đường đi vào nội ô. 45 phút nữa sẽ vào tới trung tâm Hà Nội ha.
Trời bây giờ là mát. Theo anh lái xe nói là mấy bữa trước có mưa cho nên hôm nay trời mát cả nhà. Hy vọng là ngày mai nắng đẹp và trời mát vậy nè. Để mình ra mình gặp mọi người nha. Như vậy là hôm qua ở tại Bình Định thì anh Sơn đã xong một xuất diễn ha cả nhà, và không có livestream ở trong khán phòng. Thành ra là mọi người chờ đợi những cái video mới của ảnh. Tối nay thì Cường sẽ hát và cũng không có được livestream đâu cả nhà ơi. Nên là mọi người chờ ngày mai mình xem ở ngoài Hà Nội nha. Rồi Xuân Mỹ thì không có xem show Quy Nhơn. Xuân Mỹ đi thẳng ra Hà Nội, bởi vì là Xuân Mỹ có việc ở Hà Nội, thành ra là ra đây thăm lại bạn nữa. Lần trước Xuân Mỹ đi là 2018, tới giờ 5 năm rồi cả nhà, qua cái trận dịch xong bây giờ mới quay lại được, cho nên là rất là háo hức luôn. Bây giờ thì Xuân Mỹ cập nhật tình hình của trên fan club cho mọi người nha. Hôm nay thì mọi người đã đến Quy Nhơn hết rồi. Đây, hôm nay thì ca nhạc sĩ Sơn Hạ tình cờ gặp được fan của Cường. Mọi người chờ nha, Xuân Mỹ bấm cái lấy nét cái hình cái đã. Gặp lại nhau dường như lâu lắm mới quen nhau. FC miền Nam thì hôm nay cũng có đi thăm, thấy các bạn livestream thì đi tham quan vòng vòng Quy Nhơn nha cả nhà. Rồi bây giờ thì giờ này thì chắc là ăn uống đồ rồi. Thấy bạn Quách Nguyên với chú Cụi đi tham quan, đi tháp tùng cùng đoàn tham quan. Mọi người ở Bình Định, còn Xuân Mỹ thì ở Hà Nội nha. Rồi, hẹn gặp mọi người tối nay nha.